Với một quốc gia có văn hóa tín ngưỡng đậm đà như Việt Nam, những địa điểm tâm linh như chùa chiền, đền điện hiện diện hầu hết ở mọi tỉnh thành, phục vụ nhu cầu tham quan và thờ phụng của người dân. Trong số đó, có không ít những ngôi chùa trên những vùng đất thiêng có di tích, ẩn chứa những giá trị cổ vật vẫn còn đang ẩn mình chờ khám phá. Lần đầu tiên thì được chiêm ngưỡng, được giao tiếp với tất cả các cụ, các bà, các ông, các chị, các anh ở đây, thì cái cảm giác đầu tiên của tôi về ngày xuân là rất là xúc động. Hôm nay trời thì cũng có một ít mù, nhưng mà vẫn là đang có cả mưa xuân nữa. Rồi thì đất đai, nhà cửa thì khang trang. Rồi thì lòng người, tất cả ở đây tôi đã ghi nhận được cái sự thành kính, cái sự sùng hộ đối với lại quê hương, đối với lại Đức Phật, đối với lại ngôi chùa mà chúng ta chỉ còn một ít hiểu biết trong ký ức thôi. Nhưng mà tấm lòng thì là hết sức là tha thiết, hết sức là quý giá như vậy. Chúng tôi đã theo chân nhà sử học Lê Văn Lan đến một trong những nơi như thế, quần thể đình chùa Vạn Phúc, tọa lạc tại một khu vực hoang vắng ít người biết đến thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là một địa điểm nằm trên vùng đất thiêng, có lịch sử từ thời Đông Sơn cổ đại. Hiện nay, nơi đây còn lưu giữ một vài cổ vật mà theo đánh giá sơ bộ của chuyên gia là có tuổi đời hàng nghìn năm. Khu vực đền chùa Đơn Sơ đã bắt đầu được khởi công phục dựng từ năm 2018, cùng với đó là việc cho xây dựng khu tiểu cảnh gồm ao sen, giếng nước, cây đa. Trong năm 2020-2021, kể từ khi đầu dịch cho đến nay, thì đối với quần thể chùa thì thực hiện theo chỉ thị 5K của Thủ tướng Chính phủ, cho nên chùa luôn luôn chấp hành đúng các cái hiến pháp cũng như pháp luật của nhà nước, cho nên cũng cùng với cán bộ và nhân dân để vận động bà con nhân dân thực hiện tốt về tất cả các cái nghi lễ cũng như là thờ cúng hay là đám vui đám cười, thì cũng thực hiện theo tốt theo cái chỉ thị của 5K của nhà nước. Cho nên là cũng thông qua cái chương trình mà đầu xuân nhà đài về trước là lễ Phật, và cũng có một cái lời hỏi thì nhà chùa cũng gửi qua cái chương trình để kêu gọi quý Phật tử mạnh thường quân thập phương đóng phát bồ đề tâm công đức cũng như hỗ trợ cho chùa Vạn Phúc sớm ngày hoàn mãn Di Đà Phật. Đầu xuân năm mới thì Minh Đức cũng thông qua chương trình, cũng được cái nhân duyên phúc báo mà được thông qua chương trình này, thì cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo mười phương chư Phật chư Bồ Tát thì hiền cánh tăng lịch đại tổ sư gia hộ cho chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni trong và ngoài nước, cũng như quý Phật tử thiện nam tín nữ gần xa, doanh nghiệp doanh nhân cũng như các mạnh thường quân quý Phật tử sang xuân mới phước thọ được tăng long, thân tâm thường an lạc, gia đình an khang thịnh vượng, sở cầu cũng được như ý, sở nguyện vì tâm được chư thiện thần phò trợ, vạn sự cũng được hanh thông. Và cũng cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát thánh hiền gia hộ cho toàn thể con cháu quý Phật tử học hành năm học 2021-2022-2023 học hành đỗ đạt điểm cao, công thành danh toại A Di Đà Phật. Chúng em là một người Phật tử thuận thành thì thôi, là cố gắng để làm sao gieo duyên được tất cả các
Phật tử đạo tràng gần xa để muốn làm sao là gieo duyên với chùa, không phải chùa thầy nói riêng mà là tất cả Phật pháp của Việt Nam nói chung ạ. Bảo vệ và phục dựng những giá trị văn hóa xưa còn ít người biết, vừa để phát huy nét đẹp truyền thống mà dân gian đã lưu truyền từ hàng nghìn năm qua, vừa để xây dựng những địa điểm mới để những thế hệ tương lai cùng hòa mình vào tâm linh, để tâm hồn trở nên thanh tịnh, cùng cầu cho bản thân và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, quốc thái, dân an. Khi cuộc sống ngày càng hiện đại và văn minh thì con người lại càng muốn tìm về chốn linh thiêng, thanh tịnh, bỏ lại những vất vả lo toan của cuộc sống.